Rồi bắt đầu. Đây là đợt thành phẩm tình thái mắt tuần sau. Giới thiệu bà con nhà họ Binh tới đấy. Bà con và các bạn thân mến, từ ngày 22 tháng 7 tới đây, tại tổ chức nhà họ Binh tới đấy, tình xã Bình Thới. Đây là sự kiện khen phổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam. Do tự nhiên và mọi người đi theo từ trời. Tiếng nói là này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và internet miễn phí. Từ đó bà con có thể nhận rõ thấy internet sẽ mang lại lợi ích thiết thực như thế nào trong hoạt động sản xuất cũng như trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Trong thời đại hiện nay, các phương tiện thông tin đại chúng còn phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất và ý kiến đến internet. Có những ưu thế vượt trội, internet sẽ thay ra đời những hai năm đó một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Tất cả những cái mọi ngày, mọi lĩnh vực trong đời sống. Đối với bà con nông dân, việc sử dụng internet sẽ giúp bà con tiếp cận cao tầng kiến thức, phẩm lượng của nhân loại. Trong đó sẽ rất có nhiều thông tin hữu ích cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thông qua một internet, người nông dân có thể tìm hiểu các chế độ chính sách của nhà nước, phát triển nông nghiệp, nông thôn, tìm kiếm các kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, các tiến độ kỹ thuật máy áp dụng vào sản xuất, các thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm, thông tin về lao động việc làm, thông tin về các vị trí cung cấp giống và vật tư sản xuất. Internet còn diễn đàn để nông dân trao đổi kinh nghiệm, làm ăn với nhau, thậm chí là có hàng qua mạng. Không chỉ có thông tin phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, internet giúp bà con nông dân tiếp cận được những